lại tiếp tục lên ba na, tại vì lên một lượt như vậy là để mọi người xem so sánh và mọi người có thể lựa chọn cái mẫu mà mình ưng ý nhất ha. Con này đó là cái bản mà có sim 4G nha mọi người, đang xem 4K mượt mà. Thực sự thì em lựa trong cái đống thì chỉ có con này là em thấy là không có đóm á mọi người. Đóm mà, nói chung là đóm thì có nhưng mà nó rất là nhẹ, nó rất là nhẹ luôn, nó rất là nhẹ, khó thấy lắm mọi người, chút xíu vậy thôi, xíu rất là nhẹ luôn, nhìn trực diện là không có thấy luôn á. Còn lại là cắt viền hay là gì là không có bị. Thứ nhất là lựa ok, và đặc biệt là pin, pin con này chắc phải trên 4 giờ mọi người, trên 4 giờ. Màn hình là cũng là 2K luôn. Rồi cấu hình thì vẫn là i5 Gen 7 RAM 8 SSD 256GB thôi. Pin thì lâu, bản là bản SIM 4G nha mọi người. Đâu rồi? Đây nè, bản này là bản bỏ SIM. SIM thì nó lợi thế cái là mình đi đâu mình không cần wifi, mình mua cái SIM 4G mình quăng vô là mình sử dụng ok thôi, mượt mà mọi người ha. Máy á, thì con này cái phím của nó còn khá đẹp. Nói chung là đã lựa cái con ok thì mọi người cũng cũng thì chắc chắn là sẽ là nó rất ok nhất rồi mọi người, từ pin hay này kia, bao trên 4 giờ. Cái ngoại hình thì đây, nhìn đây nè, có hơi loang loang một chút xíu, là do cái máy cũ á mọi người, nhìn như thế này thì không có thấy, nhưng mà nhìn đâu rồi, nhìn hướng này thì mình thấy nó mờ 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 ha. Đó, máy cực kỳ ok luôn, hoạt động hoàn hảo, cảm ứng ok mà hả. Đóm thì em thấy là đóm rất là nhẹ, không có khó chịu. Đây là mọi người nhìn trên nền trắng là rất là nhẹ luôn, chứ không phải là đóm trắng, còn mọi nền khác là không sao hết. Rồi em báo giá mọi người 5,8 triệu. Bản này là bản bỏ sim, máy là em lựa là cực kỳ ok nhất, pin là em lựa cái loại pin là trên 4 giờ là cực kỳ ok luôn. Màn hình thì cảm thấy cũng đẹp. Nói chung là mỗi cái thì nó có mỗi cái giá khác nhau của mọi người. Rồi muốn mà xấu hơn như thế đó thì giá rẻ hơn 1 triệu tới 1 triệu 2 cũng có nữa. Rồi con này là hiện tại là đang 5 triệu 8 thì em cảm thấy nó đang ok nhất nha mọi người. Rồi ai chốt thì inbox em. Thì cũng là giá thôi, rẻ hay mắc gì thì cũng mỗi cái mà mọi người so sánh và chọn lựa ha. Đây là bản có sim. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai chốt thì inbox em. Mọi người mua hàng thì em cọc cho mọi người, cọc cho em 1 triệu và em ship code bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì em sẽ đổi máy khác cho mọi người. Con máy là cực kỳ ok luôn. Đó, dành cho ai mà hả cần máy bền để tuyển lựa. Sự cái vỏ này nó không có quan trọng bằng cái chất lượng ở bên trong đâu mọi người, về pin rồi về này kia rồi là ok hết. Cái phím nó còn mới tanh luôn, phím nó không có bị mờ đó mọi người, không phải mờ mà không bị bóng và không bị ố vàng, tại vì nó hay bị ố lắm, phím còn rất là đẹp. Trời mọi người ha, hai chút tiền bóc mình.